Hello, Hằng Minh xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, cá mè vinh, cá cha. Đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bài mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu. Có bao nhiêu thành phần mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm, anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị mình một cái thau nhỏ như thế này nha bạn. Đây là cám chim, còn gọi là cám trứng nha các bạn, cám trứng VVA, thức ăn chim cảnh nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình hai lạng cám trứng nha các bạn. Để các bạn đổ ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Rồi, hai lạng cám chim. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình nước đun sôi, nước sôi nha các bạn. Để các bạn chế ở đây cho mình luôn. Rồi. Đó các bạn dùng muỗng các bạn trộn cho nó đều ra cho mình luôn. Sau khi cám chim của ta nó đã nở được như thế này rồi, nó lên một cái mùi rất là thơm. Thì các bạn cũng biết rằng những con cá trôi, chép, chấm, rô phi đồ á rất là thích ăn là những cái thứ mà trần qua nước sôi nha các bạn, nhất là cá chép và cá trôi rất là thích. Vì vậy các bạn làm mồi các bạn có trần qua nước sôi là ok, lên cá 100% luôn. Rồi bây giờ các bạn có bị mình một cái thau to như thế này, rồi các bạn đổ con chim ra ngoài cái thau to này cho mình luôn. Đó. Rồi, hai lạng cám chim đã xong. Cái thành phần tiếp theo đó chính là cơm nguội. Các bạn chuẩn bị cho mình một bát cơm nguội như thế này nha các bạn. Để cho chúng ta tạo cái khi chúng ta mà ủ mồi 1 2 ngày, 3 ngày á, nó có một cái độ chua lên men nha, tự nhiên luôn. Đó, như vậy cái lúc đó các bạn câu cá nó hiệu quả cao lắm các bạn ạ. Các bạn cho ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Một bát, một chén hoặc bát cơm nguội nha các bạn. Đó. Cái thành phần tiếp theo đó chính là khoai lang. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 2 3 củ khoai lang luộc như thế này. Đó. 2 hoặc 3 củ. Để cho ta tạo cái khi ta ủ mồi á, nó sẽ lên được cái mùi chua. Đó, mình sẽ cho 4 4 củ nha các bạn. Mùi chua nồng á, đó, kích thích cá ăn nhanh hơn. Cái thành phần tiếp theo đó chính là cám gà con. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa ký cám gà con nha các bạn. Đây. Đây là cám gà con, thức ăn cho gà. Lại mà hạt viên nhỏ như thế này nè các bạn nè. Đó. Nửa ký nha các bạn, là các bạn đổ ra ngoài cái thau đi mình luôn. Tùy theo các bạn muốn câu làm nhiều, muốn câu nhiều hay là muốn câu ít. Đó, các bạn cứ đổ ra ngoài cái thau cho mình luôn. Rồi. Xong. Cái thành phần tiếp theo đó chính là trứng vịt. Các bạn chuẩn bị cho mình hai quả trứng vịt nha các bạn. Đây. Hai quả trứng vịt như thế này là ok. Rồi các bạn đập trứng vịt vô trong cái không hợp lại cho mình luôn. Hai quả nha các bạn. Một quả nè. Quả thứ hai. Rồi, hai quả trứng vịt. Cái thành phần tiếp theo. Đây chính là cám tanh. Các bạn cứ ra ngoài tiệm đồ câu á, các bạn cứ nói là bán
bán cám tanh lại và cám tanh ký á, đó họ sẽ bán cho các bạn một ký này là 30k một ký. Cái này là mình mua nửa ký, nhưng mà mình sẽ không làm hết nửa ký này, mình chỉ làm hai lạng cám tanh thôi. Tanh nhiều quá rất sẽ không tốt, tại vì tanh nhiều quá nó sẽ những cái mùi khác á, hỗn hợp này á, nó sẽ mất hết. Nên như vậy các bạn cho vừa cám tanh thôi là ok rồi nè. Một lần rửa đến hai lạng thôi. Đó, mình cho bao nhiêu cám tanh thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn đều hết tất cả những thành phần này lại chung với nhau luôn. Nhất là cái khoai lang này nè. Khoai lang này các bạn nào mà thích để vỏ thì các bạn để, các bạn nào mà không thích để vỏ thì các bạn cứ lột hết cái vỏ khoai lang này ra là ok. Còn theo như mình thì mình sẽ không lột cái vỏ khoai lang này ra, tại vì mùa này để riêng cho mình câu lăng xê. Các bạn nào mà thích mà câu đơn đài á thì các bạn lột cái lột vỏ này ra. Đó, cái lột vỏ ra như thế này nè. Đó, đó, khoai lang này là rất luộc vàng nha các bạn, rất là dẻo nha. Nè, khoai lang luộc vàng nha các bạn, rất là dẻo luôn nha các bạn. Đó, các bạn cứ bóp nhuyễn hết cái khoai lang này ra. Mình thì mình để luôn cái vỏ luôn, để câu lăng xê nó có độ kết dính á các bạn à. Đó, nè, trước khi mình bóp trộn mồi đều á, mình sẽ bóp nhuyễn cái khoai lang này trước. Tại vì khoai lang này á, nó khó nhuyễn hơn những cái phần khác, vì vậy mình sẽ bóp khoai lang này trước để cho nó nhuyễn mồi nó ra. Đó nè. Mồi này các bạn trộn xong rồi á, các bạn đừng câu liền nha các bạn. Một là các bạn ủ qua một đêm, còn không nữa các bạn ủ 3 ngày. Đó, xong rồi hãy đem đi câu. Vì vậy lúc đó nó sẽ tăng được cái hiệu quả cao hơn đối với các bạn câu trong mùa nắng hoặc là mùa mưa, chờ thời tiết lạnh. Thì cá thời tiết lạnh nó sẽ ăn cái mùi tanh nhiều, còn mà trời nắng thì nó sẽ ăn cái mùi thơm khác nhiều hơn. Đó, như vậy các bạn cứ áp dụng các bạn câu. Còn mà vừa về mùa mưa này, trời mùa lạnh á, các bạn câu mùa chua tanh. Đó, chua tanh cộng ít thơm cộng ít thối vô. Đó, tới lúc đó các bạn câu cá đạt hiệu quả cao lắm các bạn nè. Mình đã thử nhiều lần rồi. Rồi, các bạn cứ trộn đều lên. Đó, tất cả năm phần lại chung với nhau luôn, cứ trộn đều lên. Khi nào mùa chúng ta nó khô á, các bạn cứ chế nước vô là được. Đây, tại vì cái mùa này á là trời nó bắt đầu mưa xuống rồi, nước hồ nó dâng lên rồi, trời lạnh á, các bạn cứ câu mồi cắm tanh này nè. Mồi này nè, mồi này nó có mùi tanh lắm, chua tanh. Mồi này gọi là mồi chua tanh. Đó, rất thích hợp cho chúng ta câu cá cho mùa mưa, mùa lạnh, thời tiết lạnh. Trong móng hiệu quả rất là cao nha các bạn, đối với cái mùa này. Tại vì mình đi câu cá cũng rất là nhiều lần rồi, mình đã thử rất là nhiều cách rồi. Mình thấy trong cái mùa này là câu cái cách này nó đạt hiệu quả cao nhất. Và nếu các bạn làm xong rồi các bạn chịu khó hủ hoặc từ 2 đến 3 ngày hoặc 4 ngày hoặc lâu hơn nữa thì càng tốt. Các bạn ủ càng lâu thì các bạn câu cá càng nhạy nha các bạn. Và tới lúc đó các bạn câu những con cá rô vi mà dinh á, nó ít ăn lắm. Nó có ăn thì đi ăn những con cá trôi chép chấm, những con cá to thôi. Đó nha các bạn. Thì cái bài mùa này mình đã test và lên được cá rất là nhiều lần rồi. Cũng khá là lâu rồi mình chưa làm lại cái bài mùa này. Thì ngày hôm nay mình thấy cái bài mùa này nó cũng hữu ích đối với cái mùa này. Nên ngày hôm nay mình quyết định mình đem cái mồi này ra, mình chia sẻ cho các bạn. Đó, để cho các bạn xem thử coi chỗ các bạn đối với cái mồi này nó có hợp hay không. Và mồi này thích hợp câu tất cả các loại chỗ nha các bạn. Sông hồ đập tự nhiên luôn nha các bạn Đó, câu sông cũng được mà câu hồ đập cũng được. Đó, chỗ nào các bạn câu được hết. Và vẫn có thể câu lục ở hồ dịch vụ được nha các bạn. Nên nhớ nha, tại vì mùa này là mùa gọi mùa chua tanh, nó tạo ta một cái mùa là thính nền. Đó, các bạn câu lăng xê cũng được, câu đơn đài cũng được, câu lục cũng được, câu sông hồ đập tự nhiên cũng được, hồ dịch vụ cũng được, câu ở đâu cũng được hết nha các bạn. Đó, đa năng luôn. Mình thấy bài mùa này nó cũng khá là đơn giản, rất là hiệu quả và cũng rất là dễ làm, các bạn ai cũng làm được. Chi phí của nó là rẻ, không có tốn khá quá nhiều tiền đâu. Đó, mà hiệu quả của nó rất là cao nha các bạn.
Đó, lên cái rất là ok. Mình test nhiều lần rồi, mình thấy nó ok lắm, nên mình quyết định mình chia sẻ cho các bạn đó. Thì các bạn cứ dùng tay các bạn bóp cho mồi chúng ta nó đều ra và nó dẻo đi. Và các bạn ủ 3-4 ngày, 4-5 ngày hoặc tuần lễ gì đó, cho mồi chúng ta nó chua lên, chua tanh. Khi bạn hửa vô á, nó có 2-3 loại mùi: chua, tanh, hăng. Đó, có mùi nồng đó. Và khi những các bạn đi câu những con cá to ở dưới hồ á, là cái bao tử của nó sẽ nhỏ lại và nó sẽ thích ăn cái mùi chua tanh nồng nhiều đó. Các bạn câu cá đạt hiệu quả cao lắm các bạn nha, lên toàn cá to ở những cái hồ tự nhiên thôi, những con cá to nó khoái ăn những cái mồi này lắm. Các bạn thử làm và trải nghiệm cùng mình nha các bạn. Còn cách ủ của nó thì rất là đơn giản các bạn nha. Đó, các bạn cứ bóp nhuyễn cái mồi này ra và cho trong vô trong bịch bóng hoặc là cho trong vô trong hũ á, các bạn ủ kín lại, để kín lại. Đó, dăm 3 ngày đó nó sẽ lên cái mùi chua tanh. Đó. Rất hiệu quả nha các bạn. Và tới đó mà mồi chúng ta mà nó có bị nhão á thì các bạn trộn với cắm chim. Đó, cứ trộn cắm chim đó vô là câu thôi. Rất đơn giản thôi. Mình nắng mồi trong lăng xê và câu thôi, hoặc là tha ổ để câu lục thôi nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ mồi này vô trong một cái bịch và ủ lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mồi vô trong một cái bịch 2 kg này. Đó, bịch này để mình đựng mồi ngũ cốc đó các bạn. Đó, mình cho hết vô trong bịch đây luôn. Mình sẽ ủ kín lại. Và nên nhớ là các bạn không nên ủ ở trong tủ lạnh nha, và ủ ở nơi bên ngoài khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp trong mồi. Tại vì mà khi ánh nắng đã chiếu trong mồi rồi á, mồi chúng ta nó kém hiệu quả lại. Và đó nha các bạn. Các bạn phải ủ nơi khô ráo, thoáng mát là ok luôn. Mình thử rồi. Lần trước mình mới biết câu á, mình ủ ở bên trong tủ lạnh á, đem ra câu cá nó đâu có ăn đâu các bạn. Vì vậy mình mới xong cái kinh nghiệm ủ bên ngoài, thấy nó mùi nó chua chua á, trộn chim vô dính lại á, ai ngờ là câu lên rất nhiều cá và rất hiệu quả luôn đó. Nên vậy hôm nay mình đem cái chia sẻ này ra để mình chia sẻ lại cho các bạn đó. Đó, các bạn cứ đậy kín cái mồi này lại là ok luôn đó. Vậy là xong rồi nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong cách làm mồi câu cá trôi, chép, chấm, rô phi, mè dinh, cá cha nha các bạn. Đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test cái mồi này nó lên cá rất là nhiều lần rồi nha các bạn. Rồi ok. Chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi này của mình nha các bạn. Và đừng quên like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ channel Hoàng Minh nha các bạn. Để ủng hộ cho kênh của mình nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.